không, cho nên ta nói như nghe hãy ta chơi ai là người đó ta nói gì cũng làm được. Rồi tới á mà sao tao chơi thằng Vinh ấy nói gì tao nói nó cũng cãi quá. Nó là tướng lãnh rồi, nó nghe là mày tướng lãnh mà giỏi quá. Rồi tôi lấy sáu lại ba ba bình ngồi ra kiếm còn mấy cái nữa nha, tao sợ là tôi nói ông nè, ông để cái chỗ đây nước nó tràn vô nó ướt hết trơn, tôi xách hai cái lên nó ướt đi cái trơn tôi lại tôi xách nước nó không biết là có nước là do mày chứ cho tao đâu mà làm nó có nước cho tao làm cái nước mày cứ đổ thừa tao nó muốn được càng tôi sẽ bắt những cái bài để cho bà con hát bài này không có tới trước rồi cuối cùng lên rồi bà con lên hát từ lúc từ lâu em mà nhau mày ngon mày mà đi đồ gì đâu nó không được kệ không kia tự nhiên nó cũng vô bắt giọng cái bài đó chứ mày cứ quan trọng không hấp quan trọng chứ không phải quan trọng không có hấp dẫn bằng cái bài nối vòng tay lớn theo đi quá thấp đi cái tông của nó quá thấp đi. Đúng. Mọi lần anh em mình hát không có cần nhạc đệm được gì đâu, cầm cái đường tùng thôi mà hát vẫn khí thế như thường. Còn cái này nhạc đệm quan trọng là gì, đó là bài hát hiệu đoàn á, là hiệu đoàn ca, là bài hát của tập thể, cho nên thằng chống không nên cầm micro hát, kể cả anh Thành khi cầm micro mình cũng không nổi, chỉ là bắt giọng thôi. Sau đó là để anh em hát mới đúng. Bởi vì nước chanh của nước nào, cuối là băng nè, nước nào kêu nước chanh băng qua nè, đây là chuyển nè, à ngẩn ngẩn theo ý tao á là Thành đầu tiên nó góp ý là cái chuyện là cái logo đó cái năm 50 năm đấy là cái đó là tao vui nhất cho hôm nay là nói chung là mình nghĩ là ok hết đúng không, rất là tuyệt vời. Nó có con số, không tôi thực chất là con số đó, tôi nói đó là một cái mốc thời gian, mốc thời gian thôi mà nó đại diện cho cả cái khối của mình chứ đâu phải. Bây giờ mình nói nghe nha, biết đâu mình làm đây mấy liên khóa sau rồi mình nói làm tiếp sao? Nó bắt trước cái là tôi có cái là sao, bây giờ hôm mà anh em ở ngoài này á mà ngồi với nhau á và nó có nhiều cái người lắm, ví dụ mình nói nghe cá quà đâu mà chứ thì quà cũng vô năm lớp 10 thôi, đúng không, mình 12 bây giờ thương với lại Văn muốn hết nè, mình thương các bạn rồi, thương là dân công trình, thương với thương nè, dân công trình ngâm mình cách phù hợp đây còn lại bây giờ cầm cầm mất cuối 16 hoa miếng từ đẹp lẽn mất môi tươi để bán du kiệt. Đó là thơ ông Võ Ngọc Nguyễn, đạo anh ruột của Thương. Còn thơ Thương á, dân công trình ngâm mình trong cuốn khắc tên em trong cuốn khắc chung gà. Mình cứ ngay ngủ cười cho mấy mày. Mày cũng hay đó, vậy tao uống ly nè. Hai người không? Đừng có, đừng nói thằng này hay uống ly, kia hay uống ly nữa, chắc tao nghe. Sáng bay rồi, bay vô trường rồi. Dễ là chiều mai nó vô rồi. À, đó.